Cảm ơn quý khán giả đang giữ màn hình của Hồn Việt TV trở lại với bản tin chiều thứ tư hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Thường dân của Ukraine đã di tản ra khỏi thành phố Mariupol hoang tàn. Hôm nay thì một đoàn xe buýt đã cố gắng di tản thường dân ra khỏi thành phố cảng Mariupol hoang tàn, trong khi lực lượng Nga thì tấn công vào các mục tiêu ở miền đông Ukraine và tiến về phía Tây trước sự phản kháng quyết liệt của Ukraine. Trong một diễn biến đáng lo ngại cho Ukraine thì lực lượng vũ trang của Belarus bắt đầu tập trận quy mô lớn để kiểm tra sự chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của họ. Tăng thêm áp lực kinh tế lên Nga thì Ủy ban Âu Châu đã đề nghị một loạt trừng phạt mới nhắm vào xuất cảng dầu mỏ, ngân hàng, truyền thông nhà nước và sĩ quan quân đội của Nga. Lệnh cấm dầu mỏ sẽ thực hiện trong khoảng thời gian là 6 tháng và đoàn xe rời Mariupol sẽ đến thành phố Zaporizhia. Lãnh đạo của khu vực Donetsk không cho biết là đoàn xe buýt này có bao nhiêu chiếc hay là có thêm thường dân nào di tản khỏi nhà máy thép Azovstal hay không. Những người di tản đầu tiên là từ Azovstal đến Zaporizhia vào hôm thứ Ba sau nhiều tuần ẩn nấp dưới hầm ở bên trong của nhà máy thép. Lãnh đạo và quân đội Ukraine cho hay là Nga thì vẫn tiếp tục tấn công Azovstal và Moscow thì cố gắng chiếm giữ Mariupol để nhằm cắt đứt Ukraine ra khỏi Hắc Hải và nối liền vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông. Tình báo của Anh Quốc thì cho hay là Nga điều động 22 tiểu đoàn đến gần với thành phố Izium để mà chiếm giữ các thành phố Kramatorsk và Severodonetsk. Bộ Quốc phòng của Nga thì công bố tấn công 6 nhà ga xe lửa ở tại Ukraine. Nơi đây đã vận chuyển vũ khí ngoại quốc cho lực lượng Ukraine. Và công bố cuộc tập trận quân sự, Bộ Quốc phòng của Belarus nhấn mạnh cuộc diễn tập không đe dọa đến những nước láng giềng. Nhưng biên phòng của Ukraine thì cho hay họ không loại trừ khả năng là lực lượng Belarus này có thể tham gia vào các cuộc tấn công của Nga. Bắc Kinh siết chặt vận chuyển công cộng trong khi Covid-19 lan rộng ở Hoa Lục. Thưa quý vị, Bắc Kinh hôm nay đã đóng cửa hàng chục nhà ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt để ngăn chặn Covid-19 lây lan và tránh phong tỏa như Thượng Hải, nơi hàng triệu người dân bị phong tỏa nghiêm ngặt hơn một tháng qua. Bằng chứng mới cho thấy, việc Trung Cộng quyết tâm chặn đứng virus đang ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của nước này và những công ty quốc tế đầu tư ở đó. Tối hôm thứ Ba, một thành phố khác công bố làm việc tại nhà và các biện pháp ngăn chặn COVID-19 khác từ tuần tới. Trịnh Châu gia nhập danh sách hàng chục thành phố lớn, phong tỏa một phần hoặc toàn thành phố. Bắc Kinh đóng cửa hơn 40 nhà ga tàu điện ngầm, khoảng 10% mạng lưới và 158 tuyến xe buýt. Đa số nhà ga và tuyến xe buýt ngừng hoạt động là ở quận Triều Dương, tâm dịch hiện nay ở Bắc Kinh. Với hàng chục ca mới một ngày, Bắc Kinh đang cố gắng tránh phong tỏa hoàn toàn như ở Thượng Hải. Thay vào đó, hy vọng xét nghiệm hàng loạt sẽ phát hiện và cách ly virus trước khi nó lây lan. Thành phố đóng cửa trường học cũng như một số doanh nghiệp và tòa chung cư ở khu vực có nguy cơ cao, trong khi người dân tích trữ nhu yếu phẩm đề phòng trường hợp phong tỏa hoàn toàn. 12 trong số 16 quận ở Bắc Kinh tiến hành được xét nghiệm thứ nhì trong tuần này sau khi thực hiện 3 lần xét nghiệm hàng loạt vào tuần trước. Ở Thượng Hải chưa có dấu hiệu chấm dứt phong tỏa. Sau hơn một tháng, đa số người dân vẫn chưa được phép ra khỏi khu dân cư của họ. Nhà chức trách nhấn mạnh chính sách không Covid là để cứu mạng nhiều người nhất có thể, chỉ ra hàng triệu người tử vong vì Covid-19 bên ngoài Hoa Lục, nơi nhiều chính phủ nới lỏng các quy định hoặc bỏ hoàn toàn để sống chung với Covid mặc dù lây nhiễm, lan rộng. Hồng Kông dự tính lộ trình Covid-19 khác với chiến lược không Covid của Trung Cộng. Khi mà các thành phố ở tại Hoa Lục như là Thượng Hải và Bắc Kinh tuân thủ nguyên tắc không Covid bất chấp ảnh hưởng đến kinh tế, thì Hồng Kông hướng đến mở cửa lại với thế giới. Vào hôm thứ Ba thì chính quyền công bố kế hoạch nới lỏng quy định giữ khoảng cách xã hội, cho phép người dân bỏ khẩu trang khi tập thể dục ở ngoài trời và tăng gấp đôi số thực khách tại một bàn là lên 8 người. Kế hoạch trên được đưa ra 2 ngày sau khi mà Hồng Kông kết thúc lệnh cấm hành khách ngoại quốc nhập cảnh và nới lỏng một số quy định trên các chuyến bay đến thành phố.
Quyết định này phản ánh nỗ lực của các nhân vật có ảnh hưởng ở thành phố để mà tiếp tục duy trì Hồng Kông là một trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt là khi chiến lược không Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình không có nhiều triển vọng mở cửa biên giới đường bộ với Hoa Lục. Giáo sư Lưu Đông Xu, chuyên về chính trị học tại Đại học Hồng Kông đưa ra nhận xét là thành phố đang hướng đến việc mở cửa, và vấn đề này được nêu lên trong các cuộc thảo luận về kết nối với thế giới và mất đi những người tài giỏi. Cách đây vài tháng thì chính quyền không muốn thừa nhận chính sách không Covid ảnh hưởng lớn đến Hồng Kông, nhưng nay họ có vẻ thừa nhận thực tế này. Rất khó mà trở lại không Covid, dân chúng sẽ không chấp nhận, và chính quyền Hồng Kông nới lỏng quy định là nhờ làn sóng lây nhiễm đã giảm và tỷ lệ chích ngừa tăng. Lây nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống dưới 300 ca so với hơn 52.000 vào lúc đỉnh điểm vào đầu tháng 3. Có khoảng 85% dân số từ 3 tuổi trở lên đã chích ngừa ít nhất là 2 liều vaccine và gần một nửa thì chích 3 liều. Tin thế giới tiếp theo, hạn hán ở vùng sừng Phi Châu đẩy 20 triệu người đến nạn đói. Từ miền Nam Ethiopia đến miền Bắc Kenya và Somalia, hạn hán đang tàn phá một khu vực rộng lớn ở vùng sừng Phi Châu, đẩy 20 triệu người vào nguy cơ nạn đói. Hội nghị nhà tài trợ tuần trước quyên góp được gần 1.4 tỷ đô la cho khu vực, nơi đang đối diện với hạn hán khủng khiếp nhất trong 40 năm qua. Ở những khu vực bị ảnh hưởng, dân chúng kiếm sống chủ yếu bằng cách chăn nuôi gia súc và trồng trọt. Họ trải qua mùa mưa thứ 4, ít mưa kể từ năm 2020, trong khi tình hình trầm trọng hơn vì dịch châu chấu tàn phá mùa màng từ năm 2019 cho đến 2021. Chương trình Lương thực Thế giới WFP vào tháng trước cho hay số người đói ăn vì hạn hán có thể tăng vọt từ ước tính 14 triệu người lên 20 triệu người trong năm nay. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc viết tắt là UNOCHA cho hay 6 triệu người Somalia, tương đương với 40% dân số, đối diện mất an ninh lương thực nghiêm trọng và nguy cơ nạn đói sẽ xảy ra trong vài tháng tới nếu tình hình hiện tại kéo dài. Khoảng 6 triệu rưỡi người ở Ethiopia mất an ninh lương thực khẩn cấp, cũng như 3 triệu rưỡi người ở Kenya. Trên khắp khu vực, 1 triệu người phải rời khỏi nhà cửa vì thiếu nước và đồng cỏ, trong khi ít nhất 3 triệu gia súc chết. Trong cuộc họp ở Geneva hồi tháng 4, đại diện Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO tại Liên Hiệp Phi Châu nói rằng chúng ta phải hành động ngay nếu muốn tránh một thảm họa nhân đạo. Tình hình ở vùng sừng Phi Châu trầm trọng thêm vì chiến sự ở Ukraine dẫn đến giá lương thực và xăng dầu tăng vọt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyển hướng viện trợ khỏi khu vực. Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo ra biển. Nam Hàn và Nhật Bản cho biết là Bắc Hàn hôm nay phóng một hỏa tiễn đạn đạo ra biển khoảng một tuần sau khi mà Bình Nhưỡng tuyên bố là phát triển lực lượng hạt nhân với tốc độ nhanh nhất có thể. Cuộc phóng hỏa tiễn diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống mới đắc cử là Yoon Suk-yeol của Nam Hàn nhậm chức. Đây là lần thử vũ khí thứ 14 của Bắc Hàn từ đầu năm cho đến nay. Và trong lần thử gần đây nhất vào hôm 16 tháng 4, thì Bình Nhưỡng đã phóng một vũ khí chiến thuật mới nhằm củng cố khả năng hạt nhân của đất nước. Tổng tham mưu trưởng của Nam Hàn cho biết là cuộc phóng thử diễn ra vào lúc khoảng trưa ở khu vực Sunan của Bình Nhưỡng, nơi có một phi trường quốc tế và cũng là nơi mà Bắc Hàn công bố phóng thử Hwasong 17, hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa lớn nhất vào hôm 24 tháng 3. Nam Hàn cho hay là hỏa tiễn đã bay xa vào khoảng 470 km lên độ cao tối đa là 780 km. Một loạt các cuộc phóng thử hỏa tiễn đạn đạo gần đây của Bắc Hàn đã đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định không những trên bán đảo Triều Tiên mà còn cho cộng đồng quốc tế. Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng loan báo phát hiện Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo và theo Thứ trưởng Quốc phòng là Makoto Oniki thì hỏa tiễn đã bay xa 500 km và độ cao tối đa của nó là 800 km. Bộ Quốc phòng đang phân tích dữ liệu để mà xác định loại hỏa tiễn. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết rằng hành động gần đây của Bắc Hàn là không thể chấp nhận được vì nó đe dọa đến an ninh và an toàn của khu vực cũng như cho cộng đồng quốc tế. Và tuần trước thì Chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong-un tuyên bố đẩy nhanh phát triển kho vũ khí hạt nhân của đất nước trong khi theo dõi cuộc duyệt binh.
Cũng trong phần tin Á Châu, thưa quý vị, có ít nhất 25 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Ấn Độ. Tiểu bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ ghi nhận 25 người tử vong vì sốc nhiệt kể từ cuối tháng 3, con số cao nhất trong 5 năm qua, với nhiều trường hợp tử vong có lẽ xảy ra ở nhiều nơi khác khi nhiệt độ lên đến hơn 104 độ F. Các nhà khoa học cho rằng mùa hè nóng bức đến sớm là do khí hậu biến đổi. Hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ và Pakistan bị ảnh hưởng lớn vì nắng nóng. Trong khi tháng tới mới đến mùa mưa và thường xuyên cúp điện tại nhiều khu vực ở Ấn Độ, ngay cả các gia đình có điều hòa không khí cũng phải chịu cảnh nóng bức trong nhiều tuần tới. Nhiều trường hợp tử vong ở Maharashtra xảy ra ở khu vực nông thôn của tiểu bang giàu nhất Ấn Độ. Một quan chức y tế tiểu bang cho hay những người này chết vì sốc nhiệt. Ấn Độ là nhà sản xuất lúa mì lớn hàng thứ nhì trên thế giới, nhưng nắng nóng sẽ làm giảm sản lượng năm nay sau 5 năm liên tiếp bội thu. Do nhu cầu điện tăng cao, các công ty điện lực đối diện với thiếu hụt than nghiêm trọng, trong khi chính phủ cam kết tăng cường nhập cảng. Nhiều khu vực ở Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 3, khi nhiệt độ cao hơn đáng kể so với bình thường. Ấn Độ trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn một thế kỷ, với nhiệt độ trên toàn quốc tăng lên 91 độ F. Nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Tây và miền Đông ghi nhận nhiệt độ trên 104 độ F vào hồi tháng trước. Ở tiểu bang Odisha, một người tử vong vì sốc nhiệt hôm 25 tháng 4, trong khi hàng trăm người khác cần chữa trị y tế. Ở Subarnapur, quận nóng nhất của Odisha, nhiệt độ lên đến 109 độ F hôm thứ Ba. Phe đối lập của Sri Lanka đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Rajapaksa. Đảng đối lập chính trị ở tại Sri Lanka vào hôm thứ Ba ra tuyên bố bất tín nhiệm nhằm lật đổ Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và nội các của ông, đổ lỗi cho họ là không thực hiện nhiệm vụ hiến định bảo đảm tiêu chuẩn sống cho dân chúng. Giữa cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử, một nhóm từ đảng United People's Force do lãnh đạo là Sajid Premadasa đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm, và đề nghị này được đưa ra giữa làn sóng biểu tình toàn quốc yêu cầu Thủ tướng Rajapaksa và Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Cần đến đa số phiếu tại Quốc hội 225 thành viên để mà lật đổ ông Rajapaksa và nội các, thì đảng United People's Force chỉ có 54 phiếu, nhưng hy vọng nhận được phiếu từ các đảng đối lập nhỏ hơn và những người rời khỏi đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka cầm quyền. Đảng cầm quyền thì có gần 150 phiếu, nhưng sức mạnh suy giảm vì cuộc khủng hoảng kinh tế và mất đi sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm là hoàn toàn có thể xảy ra. Quyết định thời điểm tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ được đưa ra sau khi Quốc hội nhóm họp trong ngày thứ Tư ngày hôm nay. Và đảng United People's Force cũng kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Tổng thống, nhưng cuộc bỏ phiếu sẽ không buộc ông ta phải từ nhiệm ngay cả khi đa số nhà lập pháp bỏ phiếu chống ông. Sri Lanka đứng trên bờ vực phá sản sau khi mà đất nước gần đây công bố ngừng trả nợ ngoại quốc. Vào năm nay thì Sri Lanka đã phải trả nợ ngoại quốc 7 tỷ đô la trong con số 25 tỷ đô la nợ phải trả trước năm 2026. Dự trữ ngoại tệ của Sri Lanka chỉ còn chưa đến 1 tỷ đô la. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Tân Tây Lan được tuyên bố không vi phạm trong vụ núi lửa phun trào làm 22 người thiệt mạng vào năm 2019. Một thẩm phán Tân Tây Lan hôm nay tuyên bố cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia không vi phạm các quy định an toàn liên quan đến vụ núi lửa phun trào trên đảo White vào năm 2019, làm 22 người thiệt mạng. Gần 50 người, đa số là du khách Úc, có mặt trên đảo khi núi lửa phun tro bụi và hơi nước. Đợt phun trào làm cho 22 người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó một số người bị thương nặng. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia nằm trong số 13 đơn vị bị cáo buộc vi phạm đạo luật sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Cơ quan quản lý an toàn lao động cho rằng cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp không thông báo phù hợp nguy cơ núi lửa phun trào cho chủ đất và công chúng. Nhưng thẩm phán của tòa án khu vực Auckland bỏ truy tố cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp. Luật sư của cơ quan này lý luận cáo buộc trên là hoàn toàn sai lệch.
Thẩm phán Evangelos Thomas đồng ý cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp không phải chịu trách nhiệm theo đạo luật sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Thẩm phán nói rằng cơ quan này chưa bao giờ đưa nhân viên đến đảo White, cũng không thực hiện bất kỳ công việc nào trên đảo. 11 đơn vị khác không nhận tội và sẽ ra tòa vào năm tới. Tuần trước, công ty bay thuê chuyến InFlight thừa nhận sai sót đánh giá rủi ro. Công ty bị phạt 227.500 đô la Tân Tây Lan, tương đương với 147.000 Mỹ Kim và phải chịu án phí. Bolivia sẽ ân xá cho những tù nhân chịu đọc sách. Tù nhân trong các nhà tù đông đúc ở tại Bolivia nay có thể được giảm án tù bằng cách chịu đọc sách, theo một chương trình mới dựa trên chương trình tương tự từ Brazil, nhằm thúc đẩy việc đọc viết và mang đến hy vọng, mặc dù quy trình tố tụng nổi tiếng là chậm chạp. Chương trình sách đọc trong tù mang đến cơ hội ra tù sớm nhiều ngày hoặc là nhiều tuần, và Bolivia thì không có án tù chung thân hay là tử hình, nhưng giam cầm có thể kéo dài nhiều năm do hệ thống tư pháp chậm chạp. Chương trình được thực hiện tại 47 nhà tù, nơi không có nguồn tài chính để mà chi trả cho chương trình giáo dục, tái hòa nhập và hỗ trợ xã hội cho tù nhân. Cho đến nay thì 865 tù nhân sắp được trả tự do, trong khi đã cải thiện kỹ năng đọc và viết của họ. Bà Jacqueline đã đọc 8 quyển sách trong một năm và vượt qua 4 lần kiểm tra đọc và hiểu. Bà cho hay nhiều người trong tù chỉ mới biết đọc hoặc là biết viết. Thật sự rất khó khăn đối với những người không có thân nhân ở bên ngoài. Bà Nadia Cruz thì thuộc văn phòng thanh tra cho biết mục tiêu chính của chương trình là mang lại hy vọng cho những tù nhân đang chờ xét xử. Điều đó là một điều quan trọng vì thời gian giảm án khá nhỏ, chỉ tính theo giờ hay theo ngày cho một số trường hợp và tùy theo quyết định của Ủy ban ân xá. Với đồng lương là 8 Bolivianos, tương đương với 1 Mỹ Kim cho một ngày, thì tù nhân buộc phải làm việc để được ăn uống và trả chi phí của tòa án cao nếu mà họ muốn ra khỏi tù. Làm bánh mì, đan móc và giặt ủi cho khách hàng bên ngoài cũng là một số công việc của tù nhân. Không có thu nhập thì tù nhân không thể mua đồ dùng như là đồ vệ sinh cá nhân. Một tù nhân cho biết là đọc sách cũng giúp ra khỏi bức tường nhà tù, ít nhất là trong tâm trí. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Việt TV chiều nay, và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.